Okay, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách unlock border trên các dòng Sony Xperia. Thì đầu tiên để unlock được đây Sony đây này, Xperia này. Đây, Sony nhé. Và đầu tiên để unlock được thì làm cách nào các bạn? Là cách nào? Còn đầu tiên các bạn sẽ vào trong điện thoại nhá, này điện thoại này. Đấy. Qua sẽ ấn vào đầu tiên mình sẽ nói ra rất là nhiều trường hợp sao. Nó sẽ ấn lệnh là sao thăng 7378423 như này. Thăng sao nó sẽ làm cái bảng menu như này, một số máy nó sẽ hiện chậm hơn các bạn nhé, một số máy mà phải chờ một lúc rồi nó mới hiện lên. Còn đây máy mình nó sẽ hiện lên luôn rồi, nó sẽ ấn vào như này service info configuration. Ở đây sẽ có 3 trường hợp, nó sẽ có 3 trường hợp, một là nó sẽ cho phép, hai là không cho phép, và ba là đã unlock rồi. Ở đây chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất ở đây là khi chúng ta bấm vào đây configuration như này. Đây là trường hợp thứ nhất nhá. Ở đây mình sẽ show trường hợp thứ hai và trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ nhất nó hiện là như này. Đây. Tức là bootloader không có nghĩa là nó đã mở khóa mà là nó cho phép các bạn mở khóa nhá, chứ không phải là nó đã mở khóa rồi. Đây, tức là bootloader unlock allow như này là yes như này. Tức là nó cho phép các bạn mở khóa bootloader nhưng bootloader các bạn chưa mở. Ok. Cái trường hợp này nó báo như này. Nó báo như thế này thì các bạn có thể unlock được. Còn nếu nó báo ở trong cái trường hợp thứ hai sau đây thì các bạn đợi chút nữa mình sẽ show bạn cho trường hợp thứ hai. Mình sẽ cho bạn xem trường hợp thứ hai nhá. Trường hợp thứ hai này rất là nhiều người sẽ bị này. Ok, mình sẽ vào lại số info. Configuration. Đây là với trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai này rất là nhiều máy bị luôn. 100 máy trong cái video sang xem cái video này thì 99 máy là sẽ bị như này. Ok. Đây là bootloader unlock allow or no. Cái này nó tức là Sony nó sẽ không cho phép các bạn unlock bootloader bằng một số cách, mọi cách. Nó sẽ không cho phép các bạn unlock bootloader bằng một cách, bất kỳ một cách nào cả. Hoặc là nếu các bạn sử dụng cái tool nào bypass thì mình cũng không biết, nhưng mà nói chung nó báo như này là không unlock được. Ở đây máy mình unlock rồi, thế nên các cái hình ảnh này mình làm minh họa thôi, nó không phải là thật các bạn nhá. Ok. Đến nếu các bạn kiểm tra nó báo như này thì vui lòng thoát ra khỏi video, bởi vì không có một cách nào để unlock cả. Ok, mình nói lại một lần nữa, nếu nó báo cái dòng này vui lòng thoát khỏi video bởi vì nó không thể unlock được. Chúng ta chỉ có thể thực hiện những cái kiểu như temp root thôi. Đây này, đấy, như này là không bao giờ unlock border để cài các cái video custom được, hay các cái ROM custom được. Ok, nói chung là như này, đấy, nó báo như này là không úp được nhá. Không làm gì được, không unlock border được, không làm cái gì cả. Trường hợp này rất nhiều máy bị, 100 máy trong xem cái video này thì 99 máy là bị như này. Ok. 100 máy thì 99 máy như này thôi các bạn nhá. Còn các bạn nói chúng hên xui nó ghi là yes ấy thì nó mới là ok. Ok, mình sẽ mở ra trường hợp thứ ba nhé. Trường hợp thứ ba này rất là dễ dàng rồi. Các bạn đợi một chút. Đây là trường hợp thứ ba nhé các bạn nhé. Trường hợp thứ ba là nó sẽ hiện là bootloader unlock jet như này. Tức là bootloader của bạn đã unlock rồi. Và các bạn hiện úp custom ROM. Ok. Ở đây mình sẽ quay về trường hợp 1 và mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok, các bạn đợi một chút. Ok, mình đã quay trở về trường hợp thứ 1. Thứ nhất. Ok, nó báo như này. Tức là chúng ta sẽ unlock được. Và làm cách nào để unlock bootloader? Đầu tiên các bạn sẽ vào cài đặt, các bạn vào giới thiệu về điện thoại, các bạn vào số bản dựng, các bạn bấm vào đây 7 lần như này ở chỗ số bản dựng như này nhé. Các bạn quay lại này, các bạn ấn vào hệ thống này, các bạn nâng cao và các bạn ấn vào tùy chọn nhà phát triển. Ở đây nó sẽ có cái phần là mở khóa OEM như này. Ở đây mình máy unlock rồi, cái hình hình này là mình minh họa nha. Cái này nếu các bạn chưa unlock ấy thì các bạn nó sẽ cái nút này sẽ không mở, sẽ bấm được, bạn sẽ bấm bật lên như này, nó sẽ bật lên được nha. Hoặc bấm vào sẽ bật, nó có nút để bật lên đấy các bạn, bạn sẽ bật xác nhận nó các bạn đây thôi. Ở đây mình bật unlock rồi, mình chỉ làm minh họa thôi. Đấy, ok, bật đây này, bạn bật đây là được. Ok. Bật đây rồi, bạn sẽ cầm cái máy tính chạy Windows hoặc là Linux tùy các bạn. Bạn sẽ cắm sạc điện thoại vào máy tính như này. Các bạn sẽ lên, các bạn đợi một chút.
Khoan đợi mình chút nha. Các bạn sẽ phải tải những cái file sau đây. Trên máy tính các bạn hãy tải cho mình. Thứ nhất là cái file USB driver như này để cài các driver ADB. Thứ hai là file platform tool. File hai cái link này, hai cái file này mình sẽ để dưới mô tả. Các bạn sẽ là hai file nén, các bạn sẽ giải nén ra nhé. Các bạn sẽ giải nén sẽ ra hai cái thư mục này. Các bạn đợi chút để mình giải nén ra nhé. Nó sẽ ra một cái thư mục như này. Nó sẽ ra thêm một cái thư mục là platform tool này. Đấy. Này. Các bạn sẽ bấm nó sẽ ra một cái thư mục platform tool này. Thì đầu tiên các bạn sẽ cài driver USB driver. Các bạn này, Win32 Win64 các bạn sẽ chọn cho đúng phiên bản nha. Này. Windows các bạn là Windows 32 bit hay 64 bit các bạn sẽ chọn đúng driver nhá. Đấy mình các bạn đây mình là 64 bit, mình sẽ bấm bật file 64 bit lên x64 lên nha. 32 bit là x86. Các bạn sẽ ấn next này. Ok, nó bao nhiêu này là được. Bây giờ sẽ quay lại vào đây. Các bạn sẽ bấm vào cái thư mục là platform tool như này. Đó, bấm tiếp nha. Nó sẽ có một cái thư mục nữa này, như này. Đến lúc này các bạn sẽ bấm vào cái nút này, bấm vào cái dòng này, cái chuột mình đang chỉ ấy. Cái dòng này các bạn nhận vào cái dòng trắng này. Đấy, nó sẽ có như này, các bạn sẽ nhập là chữ CMD. CMD như này. CMD. Sau đó các bạn ấn Enter. Thì nó sẽ nhảy ra một cái cửa sổ CMD. Thì đến lúc này mình nhắc lại một lần nữa, các bạn phải đảm bảo là cái điện thoại của bạn cho phép unlock border như này. Ok, như này thì chúng ta mới làm theo được. Ok, bây giờ các bạn sẽ lên trình duyệt. Ở đây mình sẽ sử dụng trình duyệt Microsoft Edge. Các bạn sẽ tìm mà bạn sẽ vào cái trang web mình sẽ để dưới mô tả. Nói tiếng Anh khá là phế các bạn đợi một chút. Cái trang web này mình sẽ để dưới mô tả nha. Và unlock border, điều đầu tiên là chúng ta sẽ mất bảo hành. Và đó là điều hiển nhiên. Mà sẽ ấn accept này. Đây các bạn sẽ kéo xuống dưới này. Đây là mất bảo hành này, rủi ro này. Đấy. Ok. Mà sẽ kéo xuống dưới, nó sẽ cho chọn các bạn chọn thiết bị này. Đấy. Device. Các bạn sẽ chọn đúng cái thiết bị Sony của mình. Đây có rất là nhiều điện thoại Sony nào cũng có ở trong này hết nha các bạn nha. Ok. Ở đây mình là XZ2. Thế nên mình sẽ chọn là rồi. Tôi sẽ chọn là XZ2 như này. Tôi sẽ kéo xuống dưới tiếp. Đây, nó cũng bảo các bạn phải xem cái phần boot adapter này. Đấy. Đây thì các bạn sẽ nhập cái mã email này. Đấy. Thì các bạn sẽ nhập cái mã email nó hiển thị ở trong cái giao diện này. Đấy. Nó hiển thị trong cái configuration này. Đấy, các bạn sẽ nhập cái email ở đây này. Khoan đợi một chút là mình sẽ nhập email. Ok, mình đã nhập xong email. Tôi sẽ bấm vào cái hai cái dòng này. 1, 2. Tôi sẽ bấm hai dòng này. Và đây là những cái cảnh báo của Sony cuối cùng. Và ấn Submit. Và ấn Submit này. Ok. Đây nó sẽ ra một cái dòng code này. Mình sẽ copy cái dòng code này nhé. Đấy, và ấn hai lần và ấn copy thôi. Đấy. Ok, bây giờ các bạn sẽ tắt nguồn. Tắt nguồn này. Các bạn sẽ tắt nguồn, máy Sony nào cũng làm như vậy. Các bạn sẽ cắm sạc vào máy tính. À, các bạn sẽ bấm tăng âm lượng này, Máy nào máy sẽ có các vị trí nút nguồn tăng âm lượng khác nhau. Thì ở đây là nó ở trên này, còn Sony XZ2 nó sẽ ở trên này. Thì nó sẽ giữ tăng âm lượng và cắm sạc vào. Máy Sony nào nó cũng có cách nó chung chung như vậy các bạn nhé. Ok, nó báo đèn xanh này. Đấy, ok. Thấy chưa? Bây giờ các bạn sẽ mở cái platform tool này lên. Các bạn sẽ ấn chữ như này, ấn như hình nhá. Hoặc là cái lệnh này, phát boot như này, cách ra O E M anh ngang. Cách ra unlock như này và cách ra. Chúng ta sẽ nhập thêm 0x nữa.
0x, à 0x nhé, mình đổi x. Bạn sẽ copy cái code này này. Mình nhầm rồi các bạn ạ. 0x. Đây, 0x như này, các bạn sẽ ấn vào chuột phải. Ở Windows 7 nó sẽ hiện là cái phần mark hoặc là paste, các bạn sẽ ấn paste vào. Đây, nó sẽ có cái email này. À, có cái mark code để unlock này. Thì các bạn sẽ ấn enter. Ở đây, nếu các bạn những máy nó hiện ra Z như vừa nãy và các bạn khi bấm vào đây thì nó sẽ có một cái dòng nháy như này. Nó sẽ chạy ở trên cái đoạn trên này, ở dưới này, dưới cái đoạn OM unlock này, nó sẽ chạy ở cái đoạn file này. Còn máy mình unlock rồi, ở đây mình làm ví dụ thôi. Ok, nó sẽ có cái nháy này, nó sẽ chạy ở đây. Các bạn phải chờ nó chạy khoảng độ mấy phút nhỉ? Các bạn sẽ chờ nó chạy khoảng 5 phút. Sau đó nó mất cái nháy này, và cái nháy này nó chuyển về cái thư mục ở dưới này là ok. Ok, và sau đó khi các bạn làm xong, nói chung là nó báo ok như này, ok rồi, thì các bạn sẽ rút sạc ra và bật nguồn lên. Ok, đấy, nó sẽ khi bật nguồn thì nó sẽ có cái thông báo là unlock loader như này. Ở đây mình làm ví dụ nha các bạn nha. Đấy, ok, nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của bạn, nhưng mà ở đây mình làm ví dụ thôi nên không có, nên đây là chuyện bình thường. Đây mình làm ví dụ thôi. Ở đây mình làm ví dụ thôi các bạn nhé. Rồi sẽ bấm vào sao thăng 7728123, các bạn sẽ đợi mình chút nha, các bạn đợi mình chút. Ok, sau khi unlock thì nó sẽ trong phần configuration thì nó sẽ ghi là bootloader unlocker Z. Và sau khi unlock như này, chúng ta có thể cài đặt custom ROM hoặc root máy, thậm chí là chúng ta có thể thay đổi sang Linux được luôn. Đây, khi chúng ta vào tuyển chọn nhóm phát triển, nó sẽ ghi là như này. Như này, ok các bạn nha. Ok, cảm ơn bạn xem video, chúng ta đã mở khóa bootloader thành công. Nhưng điều kiện như đầu video mình đã nói rồi, mình không phải nói nhiều nữa các bạn nha. Nếu các bạn nào xem tour, đến nước này các bạn xem tour thì các bạn quay về đầu video nhá. Ai xem tour vui lòng quay về đầu video.